Rồi, xin chào tất cả mọi người ha, lại là TT 1985 review đây. Thì view hôm nay á mọi người, video hôm nay là ngày 2 tháng 8 nha, đầu tháng. Rồi TT cũng có ra vài con điện thoại, thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua số điện thoại ở trên đây. Và đây cũng là số Zalo của mình luôn ha, 0963 595 262 ha mọi người ha. Bên mình thì có chế độ là ship code toàn quốc, shipper giao đến nơi á, mọi người được quyền mở hộp, kiểm tra máy, test máy, ok rồi máy thanh toán tiền nha. Hoặc là nếu mà trường hợp mọi người anh chị em á ở gần chỗ TT đang ở á, là hiện tại là một cửa hàng của mình đó là ở trong hẻm 254 ha, hẻm 254 mình nằm ở trong hẻm nha mọi người. Đó, đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đây ha, cái địa chỉ thông tin của mình đây. À, anh chị em cứ đến theo cái định vị đó và alo cho TT, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người chạy vô nha. Vô xem ưng ý cái nào chọn thì cầm về. Trước khi đến thì anh chị em xem đi, ưng vài cây đi, chọn vài cây đi. Ờ TT mình muốn lấy cây số 23, số 9, số 5 gì đó. Mọi người chọn vài cây, lúc đó TT cầm ra test sẵn cho anh chị em, chỉ việc test ok, cứ ngồi test thoải mái nha. Nói chung là anh chị em cứ ngồi test thoải mái, ưng ý thì cầm về, còn không ưng ý thì mình uống nước mình đi về không sao hết ha. Rồi, vậy thôi mọi người ha. Rồi bây giờ là cái số 1 nè. Số 1 thì mình có Samsung, dòng này là Samsung Note 5 nha. Anh chị em thấy cái lưng còn đẹp không? Nha, Samsung Note 5 RAM 432GB, màn hình là màn AMOLED đó mọi người, màn Super AMOLED rất là đẹp luôn. Chip là Exynos 7420, pin là 3000. Cái này bữa mình đang thanh lý 1.1 triệu nè. Nếu mà dừng mà bây giờ anh chị em lấy, bây giờ mình thanh lý cho con 1 triệu chẵn luôn. Nha, 1 triệu chẵn cho anh chị em xài. Màn hình nè, mọi người thấy cái màn hình hiển thị đẹp không? Màn Super AMOLED thì hiển thị rất là đẹp ha, không loạn liệt nha, màn vuốt cực kỳ mượt luôn. Nhưng mà những cái dòng này thì cũ á mọi người. Đây nè, anh chị em thấy nó bị chốc thủy không? Đó, nó chốc thủy cái viền thôi, trên đây nó cũng bị chốc thủy nè. Mua về làm máy phụ là hết bài thật sự. Anh chị em mua cái dòng này về nghe nhạc là rất là rõ luôn nha. Nghe nhạc thì nhìn cái hình ảnh trên này nọ, âm thanh thì to rõ rồi. Được cái là màn AMOLED nữa, để mình chỉnh cái chế độ âm thanh nhỏ xuống. Đây nè, màn hình là cực kỳ đẹp. Super AMOLED thì anh chị em hiểu rồi nha, Super AMOLED thì mọi người hiểu rồi đó. Máy cực kỳ ổn nha, âm thanh thì to rõ. Đây nè, mình chỉnh cái độ âm thanh lên cho mọi người xem đó, thấy chưa, cực kỳ ổn nha. Cây này thiệt sự luôn, mình đang TT sẽ thanh lý cho anh chị em là 1 củ 1, bây giờ thanh lý cho anh chị em có 1 củ chẵn thôi nha. 1 củ chẵn là mọi người có một con màn Super AMOLED mà sử dụng rồi. Note 5 nha mọi người, đình đám một thời á. Số 2 nè, số 2 thì là một cây Samsung J7 Pro nha. Samsung Galaxy J7 Pro, RAM 332GB, 5,5 inch, chip là Exynos 7870, pin là 3600. Cây này hiện tại mình đang TT đang thanh lý cho anh chị em là chỉ có nhiêu ta. Cây này đang thanh lý cho anh chị em là 950 thôi nha. 950 là có một cây Samsung J7 Pro mà sử dụng rồi. Máy full hết tất cả chức năng nha. Đó, màu xanh. Zalo, Facebook, YouTube, top các kiểu là ngon ha. Samsung J7 Pro 950k nha. Rồi số 3 nè mọi người. Số 3 là một cây 7 LED, iPhone 7 LED bản 32GB, máy quốc tế. Chỉ bị mất vân tay ha. Anh chị em có tài khoản iCloud thì cứ đăng nhập vô mà sử dụng. Pin là pin thay mới 100%. Màn hình hiển thị đẹp. Mua cái dòng này thì về mọi người chữa cháy hoặc là chơi game các kiểu ngon lành ha. Đó, màn hình hiển thị đẹp nha, màn hình hiển thị đẹp đây nè. Cấu hình là mọi người thông tin máy nè, 7 LED bản Mỹ LLA nha, 32GB, chỉ bị mất vân tay, máy full chức năng. 1.7 triệu nha mọi người, 1.7 triệu cho anh chị em sử dụng. Rồi tiếp theo số 4 nè, cũng là con 7 LED. Và cây này thì vỏ viền hơi xấu, anh chị em thấy không? Ha, nhưng mà anh chị em lấy thì mình tặng cho một ốp lưng, một cường lực và một ổ sạc ha. Cho một cái ốp lưng nó bảo vệ là nhìn đẹp keng liền nha. 128GB là nha mọi người, bản quốc tế ha. Bản quốc tế 128GB, bị mất vân tay. Cây này mình thu lại từ người dùng nha. Máy thì zin full đó rồi, chỉ việc mua về mà sử dụng thôi. Đó, màn hình thì hiển thị đẹp, bao cho anh chị em là màn zin benzin. Pin là pin thay mới 100% ha, màn hình hiển thị đẹp. Đó, cây này hiện tại mình đang thanh lý là 1 củ 9 nha. 1 củ 9 cho mọi người sử dụng, 7 LED 128GB lần nha. Đó, tha hồ mà lưu dữ liệu. Rồi số 5. Cũng là một cây Samsung, dòng này là Samsung J7 Dream, Samsung Galaxy J7 Dream, RAM 332GB, chip là Exynos 7870, 5,5 inch nha. Cam 13 chấm, pin là 3300. Cây này mình đang thanh lý chỉ có 7.5 triệu thôi mọi người. 7.5 triệu là mọi người có một con máy sử dụng rồi nha. Mua về mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube, top các kiểu là ngon lành cành đào nha mọi người. Cái này anh chị em mua về mà mình trải nghiệm như là Zalo, Facebook, YouTube là ngon lành rồi ha. Màn hình thì to, hiển thị đẹp, pin thì cũng tương đối trâu á. Giá thì có 7.5 triệu thôi nha.
mua về liên hệ với người nhà người thân hoặc mua về cho các bé để mình liên lạc với các bé ha, cho các bé xem YouTube, vô Zalo, Facebook, YouTube các kiểu là ngon lành rồi. Đó, 7,5 triệu thôi mọi người. Số 6 nè. Số 6 là một cây Samsung A30, dòng này là RAM 32GB ha, 6,4 inch, chip là Exynos 7904, cam là 16 chấm, pin là 4000 nha. Dòng này được cái là tai xi hỗ trợ sạc nhanh 15W ha, màn hình giọt nước nha, màn hình giọt nước hiển thị đẹp nè mọi người. Đó, máy thì ok, full hết tất cả chức năng rồi, chỉ việc mua về mà sử dụng thôi, tặng cho mọi người là đầy đủ phụ kiện ha. Ốp lưng cường lực và một bộ sạc tai xi sạc nhanh nữa. Phổ vì ngoại hình đẹp, nhận hàng được quyền mở hộp, kiểm tra test máy ok rồi mới thanh toán tiền nha mọi người. Cây số 6. Rồi số 7 nè. Dạ, số 7 ha mọi người ha. Số 7 là Oppo F5, mình có hai màu nè, màu đen ha và màu vàng gold. Dòng này là Oppo F5, RAM 4 64GB nha. RAM 4 bộ nhớ là 64GB, chip là Helio B23, pin là 3200. Hiện tại TT đang thanh lý chỉ có 750k thôi. 750k là mọi người có một cây Oppo F5 mà sử dụng rồi mọi người, thật sự. À, cây màu đen thì mình mở TT mở nguồn nè, cây màu gold thì chắc là mình chưa có mở nguồn lên. Đó, máy zin full hết luôn á. Chỉ việc mua về mà sử dụng thôi. Màn hình thì hiển thị đẹp nè. Ha, màn hình hiển thị đẹp. Có mấy dòng này thật sự anh chị em mua về chữa cháy thì ổn nha. Zalo nè, Facebook nè, YouTube top ha, TikTok. Đó, ngon lành cành đào, có 7,5 triệu một cây à. Mua về mà liên lạc với người nhà người thân thì cực kỳ ổn, hoặc là mua về để giải trí như là Zalo ha, xem YouTube, xem TikTok, ngon lành cành đào nha. Rồi số 8 nè. Số 8 thì sẽ là Oppo Reno 4Z 5G ha. Oppo Reno 4Z 5G TT còn hai màu, màu hồng thì thích hợp cho chị em phụ nữ nè. TT còn một cây màu xanh đen cũng rất là đẹp luôn nè. Đó, mọi người thích lấy màu nào thì lấy như nhau thôi ha. RAM thì là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Oppo Reno 4Z 5G nha mọi người. RAM 8 128GB, 6,57 inch. Chip là bản 5G thì chip của nó là Dimensity, pin là 4000 ha. Màn hình nè. Đó, màn hình hiển thị đẹp. Cái dòng này thì anh chị em mua về mà trải nghiệm như là chạy Grab nè, hay là học online, hoặc là chơi Free Fire Liên Quân, ổn nha. Hai củ hai thôi, hai củ hai cho mọi người thôi, sạc nhanh ở chế độ 18W nữa nha. Oppo Reno 4Z giá 2,2 triệu, cam là rất là nét nha. Cái dòng Oppo này mọi người cam chụp rất là nét. Đây mình test cái cam thử cho mọi người nè. Đó, cam sao nè ha, selfie nè. Selfie là hơi bị chuẩn đó, chị em thấy không, máy zin full ha. Rồi cây này hiện tại mình đang thanh TT đang thanh lý chỉ có hai củ hai thôi, mà tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện nha. Một cây là pin cực kỳ trâu nữa nè, cây số 9 ha, siêu trâu luôn, pin tới 7000 mAh nha mọi người. Đây là Samsung M51 nha. Samsung dòng này thường là dòng M51, cái dòng này thì TT bán rất là chạy luôn, về cây nào là hết cây đó nha, về cây nào là hết cây đó, tại cái dòng này là pin rất là trâu nha mọi người. Ha, vỏ viền ngoại hình đẹp nè, màu đen tuyền luôn ha, màu đen vỏ viền ngoại hình đẹp keng đó. RAM 8 bộ nhớ là 128GB, được cái màn to nữa, 6,7 inch, chip là chip Snapdragon là 730 ha, cam là 64 chấm, pin là 7000, siêu trâu, máy zin full, nó chỉ việc mà mua về sử dụng thôi. Màn AMOLED thì anh chị em biết rồi nha, màn hình hiển thị rất là đẹp ha. Có cây này thật sự xài cả ngày không sợ hết pin, sạc nhanh ở chế độ là 25W nha. Máy zin full hết, màu đen cực kỳ đẹp nè. Rồi cây này TT đang thanh lý là 3 củ 3 nha mọi người, 3 củ 3 cho anh chị em sử dụng. Số 10. Số 10 là Oppo nữa nè. Dòng này là Oppo A9 đời 2020 ha, Oppo A9 đời 2020 màu xanh rất là đẹp nè. RAM 8 bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon là 665, cam là 48 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc tai xi, hỗ trợ sạc nhanh. Màn hình thì hiển thị đẹp đây nè, cấu hình nè mọi người. RAM 8 nè, chip Snapdragon nè, 665 nè ha, 128GB. Đó, máy full hết rồi, màn hình to hiển thị đẹp. Dòng này thật sự anh em anh chị em mua về xài là hết bài. Giá đang thanh lý chỉ có 1,950 triệu thôi nha. 1,950 triệu cho mọi người sử dụng. Số 11. Vivo. Vivo i20s nha mọi người. Cây này là Vivo i20s. Đó. Chip Snapdragon là 460, RAM là RAM 6, bộ nhớ 128, vỏ viền ngoại hình đẹp keng nha. Vỏ viền ngoại hình còn tương đối rất là đẹp luôn. Cam 13 chấm mà được cái là RAM 628GB, mà pin được cái là pin 5000 nữa mọi người. Pin cực kỳ trâu, vân tay thì ở trên sườn nè, màn hình thì hiển thị đẹp rồi ha. Đó, màn hình anh chị em thấy không? Mọi người thấy không? Màn hình hiển thị rất là đẹp luôn. Cái dòng này thật sự anh chị em mua về xài là cũng hết bài nha. Zalo, Facebook, YouTube top các kiểu là ngon lành luôn á. Số 11, giá thì TT đang thanh lý là 1,7 triệu nha mọi người. 1,7 triệu cho mọi người sử dụng ha.
Rồi tiếp theo nha mọi người, số 12 ha. Số 12 thì sẽ là một cái iPhone. Dòng này là iPhone X nè mọi người, iPhone X bản 64GB máy quốc tế nha. Giá đang thanh lý chỉ có 1.950.000 cho mọi người sử dụng thôi. Pin của nó thì là 95% nha mọi người. Pin 95%, mua cái dòng này thật sự anh chị em mua về chơi Liên Quân nè, chạy Grab nè ha. Nói chung là máy phụ rất là ổn luôn. iPhone X mà TT đang thanh lý chỉ có 1.950.000 cho anh chị em sử dụng thôi nha. iPhone X 1.950.000 đó. Dòng này thì TT đã bypass đi rồi. Anh chị em có tài khoản iCloud thì cứ đăng nhập vô mà sử dụng bình thường. Tải được tất cả ứng dụng nha, Zalo, Facebook, YouTube, top các kiểu là ngon. Cam chụp vẫn nét luôn nha. Đây nè, cam nè. Đây cam sao nè mọi người. Đó nha, này đang chế độ thăm lát. Đây nè, hình ảnh nè, ảnh đây nè. Đây nè, cam sao nè. Đó, thấy chưa? Ngon lành cành đào nha. Cam trước đâu rồi? Mình xoay cam trước coi. Đây nè. Đó. Ok, nó máy full hết tất cả rồi, chỉ việc mua về mà sử dụng thôi. Con này hiện tại mình đang thanh lý chỉ có cũ chính cho anh chị em sử dụng thật sự. Nếu mà anh em muốn trải nghiệm iPhone X thì lấy cây này. 1.950.000 thua một cây iPhone 7, ai thua một cây iPhone 7 Plus đó mọi người ha. Đó, iPhone X. Rồi số 13. Số 13 thì cũng là một cây iPhone X luôn. Cây này là 64GB ha, cũng mắc phải ID nhưng mà ai lau sạch nha. Cây này cái là ai lau sạch, pin cũng là pin thay mới 100%. Màn zin men zin hiện tại cây này thì mình đang thanh lý chỉ có 2.850.000 thôi nha. 2.850.000 là anh chị em có một con iPhone X mà sử dụng rồi. Đó nha, iPhone X. Bản cây này là bản 64GB, ai lau sạch, máy zin full hết tất cả, màn zin men zin. Cái này mình đang đó đau, nói chung là giá cực kỳ ổn cho anh chị em rồi, 2.850.000 luôn ha, chỉ bị mắc phải ID. Còn lại là full hết tất cả, ai lau sạch. Đó, dòng này cây này được 2.850.000 thì mình xài rất là ổn luôn đó ha. Mua về chạy Grab, chơi game các kiểu là ngon lành cành đào. Số 14. 14 thì là Oppo Reno, Oppo Reno 6Z 5G nha. RAM 6 cộng 4, bộ nhớ là 128GB ha, chip là Dimensity 800, pin thì là 4.300, sạc nhanh thì ở chế độ là 30W. Đây màn hình nè, màn AMOLED hiển thị đẹp nha. Đó, mấy dòng này thực sự anh chị em mua về xài là hết bài, chẳng có gì phải nói nữa hết nha. Máy full hết rồi, màn zin men zin, lưng thì lưng nhám nhìn rất là đẹp nha. Đó. Rồi cái này mình TT đang thanh lý chỉ có 3.1 triệu thôi, 3 củ mốt cho anh chị em sử dụng. Rồi số 15. Số là 15 sẽ là một cây Realme, dòng này là Realme 5 Pro nha. RAM 8 luôn á mọi người, RAM 8 bộ nhớ 128GB luôn á ha. 6.3 inch, chip Snapdragon đầu 7 nha. Trời cái này RAM 8 128GB, chip Snapdragon đầu 7 nữa. Liên Quân Free Fire bao anh chị là ngon, hoặc mua về chạy Grab các kiểu là ngon lành cành đào luôn. Đó. Lưng hiện thì đẹp nha, lưng đồ vị vỏ viền còn rất là đẹp luôn, do một hồi tay của mình thôi nè. Đó, lao một cái là đẹp keng anh chị em thấy không? Ha. Màn hình thì màn zin rồi, máy full nó tất cả chỉ việc mua về mà sử dụng. Màn zin men zin đây. Chỉnh sáng lên cho anh chị em dễ nhìn nè. Đó, màn hình hiển thị rất là đẹp nha. Ha. Hiện tại cái này mình TD đang thanh lý chỉ có 1.950.000 thôi nha, 1.950.000. Realme 5 Pro nha mọi người, RAM 828, chip Snapdragon 712. Rồi tiếp theo nè, một cây iPhone nè, số 16, iPhone 8 Plus 64GB máy full hết tất cả, vỏ zin men zin, màn zin. Màn zin ai lau sạch, pin là pin thay mới màu đỏ cực kỳ đẹp luôn ha, chỉ việc mua về mà sử dụng thôi. Đó, pin là pin thay mới rồi mọi người. Thật sự mấy dòng này thì anh chị em mua về xài là hết bài. 8 Plus 64GB nha mọi người. iPhone 8 Plus 64GB nè, thông tin máy nè. Phần giới thiệu nè, bản Mỹ nha, LLA nè ha. Đó, 64GB. Máy full ai lau sạch nha, máy full ai lau sạch, vỏ viền ngoại hình cũng còn tương đối đẹp ha. iPhone 8 Plus bản 64GB, 3 củ mốt full zin. Rồi số 17. Số 17 thì cũng là một cái 8 Plus luôn nha, iPhone 8 Plus luôn. Cái này thì 64GB nha. Máy thì full chức năng hết rồi, máy full hết tất cả chức năng rồi. Cái này là chỉ màn thay thôi. Màn thay đẹp như màn zin, ai lau sạch nha. Ai lau sạch, màn thay đẹp như màn zin. Hiện tại cái này mình đang thanh lý chỉ có 2 củ 4 nha. 2 củ 4 thôi mọi người. 2 củ 4 là có một cây 8 LED mà sử dụng rồi nha. iPhone 8 LED 64GB, máy full chức năng, màn thay màn đẹp. Không loạn liệt nha mọi người, không loạn liệt nha. Màn hình là hiển thị rất là đẹp, tuy là thay màn nhưng mà màn hình hiển thị rất là đẹp. Đó, anh em chị em mua về xài ha, chạy Grab chơi game các kiểu là ngon lành. 2.4 triệu thôi. Số 17. Rồi số 18 nè mọi người. Số 18 là một cái Oppo. Dòng này là Oppo F11 ha.
Oppo F11 mình có 3 màu lận mọi người, chờ tí xíu mình lấy thêm các màu. Đó, đây là màu trắng sữa nha mọi người. Đây nè, mình có màu xanh dương nè. Ha, mình có màu xanh dương nè, màu xanh đen nữa nè. Đó, màu xanh này cũng rất là đẹp luôn. Ha, dòng này là Oppo F11 nha, có 3 màu cho anh chị em lựa chọn: màu trắng sữa, màu xanh dương và màu xanh đen ha. RAM thì là RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Đó, 6,5 inch Full HD cộng, chip là Helio B70, màn hình nè. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha. Ô, mấy dòng này có 1,5 triệu thôi mà mọi người mua về trải nghiệm với Zalo, Facebook, YouTube, chạy Grab ha, game các kiểu ngon lành kênh đào. Giá thì TT đang thanh lý chỉ có 1,5 triệu một cây thôi. 1,5 triệu tặng cho mọi người là đầy đủ phụ kiện luôn ha. Có 3 màu cho mọi người lựa chọn: màu trắng, màu xanh dương và màu xanh đen ha. Đây, màu xanh dương, màu xanh đen cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó, có 3 màu cho mọi người lựa chọn ha. Rồi, số 19 nè mọi người, là dòng Samsung. Cây này thì máy, nói chung là máy sử dụng cực kỳ ổn luôn nè. Được cái màn to nè, pin trâu mà tai si, hỗ trợ sạc nhanh nữa nha. Dòng là Samsung A20s, RAM 3, 32GB. Đó, cái những cái dòng này thì lưng, cái lưng nó dễ bị dơ lắm mọi người, thật sự. Đó, như lưng đẹp hết á, lưng đẹp hết á, màn hình hiển thị đẹp hết á. Đó, màn to nè, 6,5 inch, chip Snapdragon là 450, pin là 4000 tai si, hỗ trợ sạc nhanh nữa. Ha. Đó, có 2 màu cho mọi người lựa chọn: màu xanh và màu đen nha. Màn to nè, màn hình thì giọt nước hiển thị đẹp, máy full nó tất cả rồi. Chỉ việc mua về mà sử dụng thôi. Đây, màn hình nè. Đó, có 2 màu cho anh chị em lựa chọn màu đen. Anh chị em thích lấy màu nào thì lấy, màu đen và màu xanh đen ha. Đó, màu đen cũng rất là đẹp luôn, màu đen cũng vậy, do mồ hôi tay thôi. Máy đẹp như nhau hết nha. Mua về mà nghe gọi Zalo, màn to, cấu hình khỏe, pin thì cũng rất là trâu. Pin tới 4000 nữa mà tai si sạc nhanh. Mua về mà nghe gọi Zalo, Facebook, YouTube ha. Đây, màn to. Hiện tại mình đang thanh lý thì chỉ có cũ 350 à nha. 1,350 là mọi người có một cây Samsung Galaxy A20s mà sử dụng rồi. Rồi số 20 nè. 20 là một cây Samsung nữa, dòng này là Samsung A33 5G. Samsung Galaxy A33 5G ha. RAM 6, 128GB, 6,4 inch, màn là Super AMOLED nha. Màn hình là Super AMOLED Full HD cộng, chip là Exynos 1280, cam là 48 chấm, pin là 5000. Cây này được cái là pin 5000 màn hình nè. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha mọi người. Được cái là bản 5G nữa. Đó, sạc nhanh thì ở chế độ là 25W. TT đang thanh lý chỉ có 2,950 thôi nha. 2,950 là mọi người có một cây Samsung A33 5G mà sử dụng rồi. Bản RAM 6, 128GB, máy full zin nó tất cả, màn hình thì hiển thị đẹp ha. Số 21 nè, là Realme C11 nha. Realme C11, RAM 4, bộ nhớ là 64GB, 6,5 inch. C11 đời 2021 nha mọi người. Đó, C11 là đời của nó là 2021 ha. Chip là SC9863A, pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh là hỗ trợ sạc là 18W, nhưng mà sạc này hỗ trợ sạc 18W, như là sạc là sạc micro nhưng mà vẫn sạc cực kỳ nhanh nha. Màn hình nè. Đó, màn hình thì hiển thị đẹp rồi. Mấy dòng này thật sự anh chị em mua về là pin nó trâu lắm, pin nó tới 5000 là xài cả ngày ha, xài sử dụng cả ngày không sợ hết pin ha. Rồi, Realme C11 đời 2021, RAM 4, 64GB, pin trâu nha, 5000. Hiện tại TT đang thanh lý chỉ có 1,4 triệu thôi nha, 1,4 triệu. Số 22 là một cây Redmi Note 11 nha. Xiaomi Redmi Note 11, RAM 6 cộng 2, bộ nhớ 128GB, 6,43 inch. Chip là Snapdragon là 680, cam là 50 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 33W, màn hình hiển thị rất là đẹp nè, màn full hết tất cả chức năng nha. Màn full hết tất cả chức năng, mua về mà sử dụng thôi nha mọi người. Đó, cây này hiện tại mình đang thanh lý là chỉ có 2 củ 2 thôi ha. 2,2 triệu cho anh chị em sử dụng. Số 22 nha. Rồi số 23 nè. Số 23 cũng là một cây Samsung nữa. Quá, Redmi chứ mọi người. Xin lỗi mọi người nha, Redmi 10 ha, màu đen. Đó, vỏ vì ngoại hình đẹp keng nha. Vỏ vì ngoại hình đẹp. Lo kép nha mọi người, một lo nè, hai lo nè, dòng này được cái là lo kép. RAM 4 cộng 2, 128GB, 6,5 inch. Full HD cộng nha, cam là 50 chấm, chip là Helio G88, màn hình hiển thị đẹp nè. Đó, màn hình đục lỗ hiển thị rất là đẹp. Mấy dòng này được cái là rất là trâu ha. Cấu hình thì cũng tương đối ổn, Zalo, Facebook, YouTube, chơi game các kiểu là ngon ha. Liên Quân, Free Fire ổn nha. Tai si sạc nhanh nữa. 1,850 thôi, pin 5000, sạc nhanh ở chế độ 18W, quá ổn ha mọi người ha. Rồi, số 24 nè. 24 thì sẽ là một cây Samsung Galaxy A23
ha, A23 bản 5G nha. Dòng này là Samsung A23 bản 5G, RAM thì là RAM 4, bộ nhớ 128GB, chip Snapdragon là 128. Chip Snapdragon là 695, bản 5G thì chip Snapdragon là 695 nha. Pin thì là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 25W, màn hình nè mọi người. Màn hình hiển thị rất là đẹp nha. Đó, màn full hết rồi, chỉ việc mua về mà sử dụng màn to nha, hiển thị rất là đẹp. Rồi cái này hiện tại TT đang thanh lý là hai củ tư thôi mọi người. Hai củ tư là mọi người có một cây A23 mà sử dụng nha, A23 bản 5G đó. Số 25 nè. 25 là một cây iPhone, cây này là iPhone 12 Pro Max nha. iPhone 12 Pro Max bản là bản 128GB. Bản Mỹ nha mọi người, full hết tất cả chức năng, vỏ zin, men zin, màn zin ha. Pin là còn cao nha, pin tàu còn 92% lận mọi người, pin còn tới 92% lận nha. 12 triệu 3 thôi nha, 12 triệu 3 cho anh chị em sử dụng. Vỏ vì ngoại hình cũng ok, đẹp. Màn là màn zin nè mọi người, màn là full hết. Những cái dòng này thật sự anh chị em mua về xài là hết bài, chả có gì phải nói bàn hết nha. Những cái dòng đời cao, 12 Pro Max vẫn là một cái gì rất là VIP nha, với cái dòng iPhone mà đời cao nha. Đó, 12 Pro Max vẫn rất là VIP luôn. Bản Mỹ nha mọi người, lời là A, 128GB nè. Đó, máy full rồi. Rồi cái này hiện tại mình đang thanh lý là 12 triệu 3 nha, 12 triệu 3 tặng cho mọi người đầy đủ phụ kiện, ốp lưng, cường lực và một bộ sạc. Số 25. 26 nè mọi người. 26 thì một cây 13 Pro Max màu gold cực kỳ đẹp luôn. Bản là 256GB nha, iPhone 13 Pro Max bản 256GB màu gold. Vỏ viền ngoại hình là tương đối đẹp, 95-97% luôn ha, viền không cấn không mớp gì hết nha. Đó, bao cho anh chị em là màn zin men zin, bản Việt Nam nữa mà 256GB nữa ha, 13 củ 2 thôi. Cái này TT đang thanh lý chỉ có 13 củ 2 thôi nha. Máy full hết tất cả nè mọi người, thật sự màn rất là đẹp luôn. Cây này là TT đã, màn là màn zin bốc máy nha, những cái dòng đời cao là màn zin bốc máy, nó sẽ báo màn, mình không có phích nha, mình không có sàn cổ cáp này, nó báo thôi. Nhưng mà bao cho anh chị em cây này là màn zin ha. 13 Pro Max bản 256GB, 13 củ 2 tặng cho mọi người là đầy đủ phụ kiện, ốp lưng, cường lực và một bộ sạc. Bao cho anh chị em là zin hết nha. Rồi số 27 nè. 27 sẽ là một cây XS Max ha. iPhone XS Max bản 256GB nha. Bản 256GB máy full hết, vỏ zin, men zin, màn zin, lưng là lưng zin theo máy, lưng zin thì theo máy thì do sử dụng người dùng họ dùng ốp lưng nhiều nó bị chày nè mọi người. Đó thấy không? Ha, cái lưng hơi xấu nhưng mà cái là lưng xấu thì lưng zin nó mới vậy thôi. Còn nếu mà lưng đẹp thì toàn là lưng thai nha mọi người. Đây, 12 XS Max 256GB, pin thay mới, cây này là TT đã thay pin, những cái dòng này chắc chắn là phải thay pin thì mới sử dụng được nha mọi người. Đó, pin thay mới không xác định ha. Nhưng mà được cái là bản Việt Nam nè, 256GB nữa nè. Đó, 256GB nè. Ha. Cái này full zin hết, chỉ là pin thay mà không thay pin sau sử dụng được. Những dòng này đã qua sử dụng mà mọi người. 6 củ 2 thôi. 6 củ 2 là có một cây XS Max 256GB bản Việt Nam sử dụng rồi ha. Men zin, màn zin. Đó, số 28. Samsung Galaxy A13 bản 4G, RAM 4 128GB. Ở pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 15W, cam là 50 chấm, vỏ viền ngoại hình đẹp nè nha. Vỏ viền ngoại hình thì còn ok, rất là đẹp luôn mọi người ha. Màn hình nè, màn thì to ha, màn to, pin trâu khỏe, ngoại hình thì đẹp ken. Hai củ 2 thôi, hai củ 2 cho một cây Samsung A13 ha, bản RAM 4 128GB. Rồi số 29 nè mọi người. 29 sẽ là một cây Samsung Galaxy A51 nha. Samsung Galaxy A51 RAM 6, bộ nhớ 128GB, 6.5 inch, màn là Super AMOLED nha, chip là Exynos 9611, cam là 48 chấm, pin là 4000, sạc nhanh ở chế độ là 25W. Bao cho anh chị em là màn zin nè. Đó, màn zin thì cây này đang thanh lý màn AMOLED thì mọi người biết rồi, ra ngoài nắng nó không có chói, nhìn nó rất là rõ, máy full hết rồi, chỉ việc mua về sử dụng ha. Cây này là màn zin nên thanh lý cho anh chị em là 2 củ 6 nha. Mình có một cây nữa màn thay thì chỉ có một củ 8 thôi. Đó, anh chị em thích muốn rẻ thì có rẻ thôi ha, đơn giản. Đó, muốn mua máy đẹp chất, máy full zin thì giá nó cao, vậy thôi nha mọi người. 2 củ 6 nha cho một cây Samsung A51 máy full zin. Rồi số 29 đúng không? 30 nè mọi người. Số 30 sẽ là một cây Redmi 9C nha. Cây này là Redmi 9C. RAM thì là RAM 3 64GB, pin 5000 nha, hơi bị trâu luôn.
Màn hình thì là 6,53 inch, chip là Helio G53. Cây này thật sự anh chị em mua về nha, chạy Grab, chạy Grab chơi game các kiểu vẫn rất là ngon. Màn hình nè, màn zin nè, ha, màn zin hiển thị rất là đẹp luôn mọi người, thật sự. Đây, màn hình thì ba ok rồi. Đó, máy thì full, màn hình hiển thị rất là đẹp nha. Ha, pin thì trâu nữa, pin 5000. Ha, nhìn rất là chắc chắn luôn mọi người, thật sự cây này vẫn còn rất là chắc chắn. Giá có 1 triệu tư thôi. 1 triệu tư cho cây cây Redmi 9C nha, số thứ tự là số 30 ha, số 30. Rồi 31 nè. 31 thì sẽ là một cây Samsung. Samsung A71 nha, RAM là RAM 8, bộ nhớ là 128GB, màn hình to 6,7 inch, chip Snapdragon là 730, pin là 4500, sạc nhanh ở chế độ là 25W. Căn này có NFC luôn nha mọi người, có kết nối NFC luôn. Có màn là màn zin, bao cho anh chị em là màn zin, màn to nè, màn hình là Super AMOLED nè, ha, rất là rõ luôn. Này thích hợp cho cô chú nào, anh chị em nào mà cô chú nào mà lớn lớn tuổi á, mắt mình kém kém tí xíu á, dùng những cái dòng này thì rất là ổn nha. Màn to nè, đó, pin thì trâu nữa, cấu hình thì cực kỳ ổn rồi ha, pin sạc nhanh ở chế độ 25W nữa, Type C nè. Ba củ 2 nha mọi người, 3 triệu 2 thôi nha, 3 triệu 2 cho mọi người sử dụng. Rồi tiếp theo nè, tiếp theo là một cây Redmi nha, số 32. Số 32 là một cây Redmi Note 9, bản là bản RAM 4 cộng 2, bộ nhớ 128GB. Đó, 6,53 inch Full HD cộng, chip là Helio G85 nha, pin là 5000, Type C hỗ trợ sạc nhanh là 18W, vỏ viền ngoại hình ok nè, màn hình thì màn hình đục lỗ đó mọi người. Đó, thật sự mấy dòng này có 1,750 triệu thôi. 1,750 triệu thanh lý cho anh chị em, giá cực kỳ ổn luôn, cực kỳ mềm luôn ha. Có 1,750 triệu mà mua về có thể là chơi game nè, chạy Grab nè, pin trâu nè, cấu hình khỏe nè. Đó, cực kỳ hợp lý cho anh chị em nha. Redmi Note 9 1,750 triệu, sạc nhanh ở chế độ là 18W nữa, Type C sạc nhanh, pin 5020 nữa. Quá ổn luôn mọi người. Còn được con chip Helio G85, quá ổn luôn á. Tiếp theo nè, Samsung A22 bản 4G nha. Số 33 nha mọi người, Samsung A22 bản 4G. Cây này thực kế là màn AMOLED nha, màn là Super AMOLED, RAM 6 128GB, cam 48 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh là 15W. Đây, màn AMOLED thì anh chị em thấy không, màn cực kỳ đẹp luôn, không nha, đó, không ám ố, nói chung là màn hình thì hiển thị đẹp rồi, vỏ viền ngoại hình đẹp keng nha. Đây, cụm cam gì rất đẹp không, full hết tất cả luôn mọi người, Type C sạc nhanh nữa, tặng đầy đủ phụ kiện. 2 củ 7 thôi nha, tiền nào củ đó nha mọi người, 2 củ 7, 2 triệu 7 cho anh chị em sử dụng A22 4G. Rồi số 34 nè, 34 thì là iPhone XS bản 256GB, bản quốc tế là JIA là Nhật Bản nha, máy full hết tất cả chức năng, pin là 100%, bao cho anh chị em là máy full zin, màn zin, men zin, ai lau sạch nha, chu tông đầy đủ hết. Đó, iPhone XS, anh chị em nào mà thích nhỏ gọn lưu được nhiều dữ liệu, thật sự cây này thì lưu rất có nhiều dữ liệu, 256GB mà mọi người, tha hồ mà lưu dữ liệu nha. Đây, đó, cho anh TT cho anh chị xem thông tin nè, 256GB nè, bản là bản JIA nè, là bản Nhật Bản ha. Rồi cây này thì lỗi duy nhất là do khách sử dụng đó, nó bị làm, anh chị em thấy cái nứt cái lưng không, nứt ngay góc này tí xíu thôi nha, nứt ngay cái góc này tí xíu thôi, chả quan trọng, quan trọng mua máy cũ là quan trọng màn, men, pin ha. Rồi cây này TT đang thanh lý là 4,9 triệu nha, 4,9 triệu cho một con XS bản 256GB. Số 35 cũng là XS luôn và cũng là bản 256GB luôn, và máy full zin hết, màu vàng gold thì cực kỳ đẹp nha, pin là pin thay mới 100% luôn. Cây này thì hiện tại mình đang thanh lý thì chỉ có 5 củ 2. Cây này được cái là máy full zin, máy đẹp, vỏ viền ngoại hình đẹp keng ha, pin là pin thay mới 100% nha. Số 35 iPhone XS 256GB cũng là bản Nhật Bản nha, JIA là Nhật Bản, màn zin, men zin. Đây nè, thông tin máy nè mọi người, thật sự tiền nào của đó thôi nha, 256GB nhỏ gọn, vỏ viền ngoại hình đẹp đó. Rồi cây này thì giá tiền nào của đó, 5 củ 2 thôi mọi người, hơi bị zin luôn, cây này thì hơi bị zin đó. Số 35 đây, anh chị em muốn máy zin còn bảo hành hãng, đây còn bảo hành hãng, pin trâu, cấu hình khỏe thì lấy ngay cây này được, cây là ha, anh chị em muốn sưu tầm là cực kỳ ổn luôn. Đây là iPhone 11 64GB bản Việt Nam, còn bảo hành tới tháng 11 năm 2024, pin là pin zin theo máy 87%, zin ốc đít nha mọi người, zin ốc đít luôn, vỏ viền ngoại hình thì cũng còn tương đối đẹp
ha, có nghĩa là nguyên áp zin ốc đít, có nghĩa là còn nguyên áp á mọi người. Đây nè, TT sẽ cho anh chị em xem cái thông tin máy nha, còn bảo hành cho mọi người luôn nè. Đây đó, anh chị em chờ tí xíu, TT sẽ còn bảo hành tới tháng 11 nha mọi người. Đây, giới hạn bảo hành nè, giới hạn ngày 15 tháng 11 năm 2024 nè, anh chị em thấy không ha, máy còn bảo hành 3 tháng đó. Anh chị em muốn full nguyên zin còn áp thì lấy ngay cái này ha, 6.3 triệu thôi nha, 6.3 triệu đó. Số 36, số 37 nè, 37 là một cây iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro Max bản quốc tế, 64GB, máy full zin hết, pin zin còn 86% ha, màn zin men zin, nói chung là máy đẹp cực kỳ đó, chu tâm xanh lè xanh lét, máy full hết tất cả luôn ha. Cây này hiện tại 11 Pro Max nha, thật bây giờ đang thanh lý anh chị em 7.8 triệu thôi. 7.8 triệu là một, có bây giờ 7.8 triệu là đã có một cây 11 Pro Max, màn zin men zin ai lau sạch ha, máy full hết tất cả rồi, pin zin còn 86%, 7.8 triệu nha. Số 37, số 38 nè mọi người, 38 thì sẽ là một cây Realme C65 nha, Realme C65, RAM là RAM 6+4, bộ nhớ là 128GB, màn to nha, 6.7 inch, 6.67 inch lần đó. Chip là Helio G85, cam là 50 chấm, pin là 5000, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 45W lần mọi người. Màn nè, màn to chưa ha, màn to hiển thị cũng ok, tương đối đẹp nha mọi người đó. Mấy dòng này là cô chú anh chị em nào mà, anh em nào mà chạy Grab cũng được, ổn, màn to ha, pin châu sạc cực kỳ nhanh luôn, màn lại 6.67 inch ha, thiết kế kiểu dáng cũng cực kỳ đẹp nè, rất là tinh tế nha mọi người ha. Đó, 2.6 triệu thôi nha, 2.6 triệu thôi cho mọi người, thật sự luôn, rất là đẹp, vỏ viền ngoại hình nè đó, vỏ viền ngoại hình đẹp, tai xi sạc nhanh nữa ha, tặng cho anh chị em một cái bộ sạc là 45W luôn nha. Realme C65 thanh lý cho anh chị em là 2.6 triệu nha. Rồi số 38, 39 là mọi người cây cuối cùng nha, 39 thì sẽ là một cây V Smart Line ha, cây này là mình lâu lắm rồi mình mới thu lại được người dùng nè. Vỏ viền thì hơi nhăm xấu nha, vỏ viền thì nhăm xấu, nhưng mà TT đã chia sẻ với anh chị em, chia sẻ với mọi người rồi, quan trọng máy cũ qua sử dụng, quan trọng là cái màn men và pin ha, máy chưa qua sửa chữa, còn ngoại hình, cái cấu ngoại hình nó phải có chạy là chuyện bình thường, tại vì máy qua sử dụng mà mọi người. Đây nè, cây này được cái là pin châu, pin tới 5000 nè, RAM 464GB thôi, RAM 464GB thôi, mặt được cái là màn to 6.5 inch, chip Snapdragon là 675, pin là 5000, sạc nhanh ở chế độ là 18W. Cây này TT đang thanh lý chỉ có 1.3 triệu thôi, 1.350 triệu nha mọi người, cây này là 1.350 triệu đó. Tặng cho mọi người là một bộ sạc, sạc cực kỳ nhanh ha. Đó, cái này anh chị em mua và chạy Grab bao ngon, thật sự cây này chạy Grab bây giờ rất là ngon luôn mọi người, mà giá cực kỳ bèo nhèo à, 1.350 triệu thôi ha. Đó, cực kỳ chuẩn nha. Số 39 rồi thì view clip đến đây là hết rồi mọi người, thì mong rằng mọi người xem được con nào thì mọi người cứ liên hệ với TT qua các số điện thoại cũng như là Zalo, đều là số trên đây hết ha, 0963 595 262 ha. Mọi người xem thì cho TT một đăng ký kênh, một like và một chia sẻ nha. Rồi, hẹn mọi người ở một clip sau nha. Bye bye.